Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Chính vào lúc chúng đang cố gắng cựa quậy, những người dẫn ngựa tức thì dùng một bàn tay trái vỗ mạnh vào đầu của nó. Hai tên này thật rành những vị trí trên mình ngựa. Bàn tay của họ vỗ vào chỗ thịt lõm ở dưới mang tai của con ngựa. Hai tiếng bợp vang lên, hai con tuấn mã mạnh khỏe dị thường đã trúng đòn tức thì rũ ra như hai con gà bị cắt tiết. Không thể hí lên một tiếng nào, cả hai con ngựa đã đứt hơi mà chết một cách bi thảm. Người họ Hoàng lúc này lại cất tiếng nói: "Còn lại hai con, hãy tạm thời cuộc vào đây đi." Những người kia dường như rất kiêng nể gã họ Hoàng này lắm. Lệnh của ông ta ban ra tức thì những người kia răm rắp tuân theo. Trong nháy mắt họ đã buộc chặt hai con ngựa còn lại vào trong bụi rậm. Nơi đây cây lá tùm, dẫu cho có tình lục soát đi chăng nữa, cũng thật khó mà tìm kiếm cho ra. Xong đâu đấy bọn người đồng nhấc gót rồi quay trở ra. Chính vào lúc đó thì tứ phía xa xa lại có những tràng gió câu vang lên rộn rã. Tiếng gió ngựa này vừa nổi lên thì những chiếc bóng đen bao vây bên ngoài cổ miếu tức thì nhìn nhau nở một nụ cười khoái chí. Âm thanh ấy càng lúc càng nghe tỏ rõ, mà chẳng mấy chốc thì từ trong bức màn đêm u tối dày đặc có những bóng ngựa hiện lên. Khi họ đến trước ngôi cổ miếu, nhận thấy có nhiều bóng đen đang ngồi yên trên ngựa, tất cả đều trong cái thế bao vây. Bọn họ tức thì ghìm cương ngựa lại và liên lạc được ngay với người tới trước. Nhiều chiếc bóng đen kề tay nhau thì thầm phụ nhĩ ra chiều tương đắc lắm. Thì ra những người mới tới đây cũng thuộc quyền điều khiển của Chu Cang Thái Tử chứ không phải ai xa lạ. Kể ra tiền quân và hậu quân bên Chu Cang Thái Tử có tất cả hơn 40 người. Cứ nhìn vào bộ điệu khinh công của bọn họ cũng đủ biết là những tay thuộc hạng thượng thừa. Hơn 40 người này, phân nửa đã phi thân lên mái ngói, còn một nửa thì chia nhau, phủ phục xung quanh chùa. Trong những bụi cây tùm rậm rạp, thoáng trong thì chàng thấy bóng người, nhưng thật ra đã dây kín hơn tường đồng vách sắt. Trong lúc đó thì đoàn người của Châu Thiên Thọ đang mãi miết nhìn vào trận chiến, nào biết đâu họ đang ở trong cảnh cá chậu chim lồng. Dương Tiểu Hồng và Vô Mai Ảnh thì càng xem ra tâm thần mê mẩn nhất là Dương Tiểu Hồng. Nhớ trong khi còn ở trong biệt điện Thiên Hồng, đã biết qua lo về các môn võ công của Chu Cang. Bây giờ nhìn thấy Châu Hoài Ngọc chống trả toàn bằng những đoàn tuyệt diệu, càng xem càng thấm thía. Tiếng lửa reo càng lúc càng nhiều, ánh sáng càng lúc càng được gia tăng. Châu Hoài Ngọc tuy bận ứng chiến với một tay cao thủ mà tài bộ ngang ngửa với mình, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc xéo qua Dương Tiểu Hồng. Chàng bắt gặp nàng đang nhìn mình trân trối, ánh mắt say sưa, bất giác tinh thần phấn khởi. Bao nhiêu tinh hoa tuyệt học thải đều thi triển. Trong khoảng thời gian chưa tàn một nén hương thì đã trao đổi gần 50 hiệp. Có một điều chàng lấy làm lạ là Chu Cang càng đấu chừng nào thì nội lực càng thêm mạnh chừng nấy. Những quả đấm của hắn thì cứ đua nhau mà bay rào rào như một trận mưa phùn lắm tấm. Hoài Ngọc càng đấu chừng nào ở trong lòng của chàng thêm lo lắng chừng nấy. Vì chàng nghĩ rằng phàm là con người luyện võ thì rất trọng chữ tính. Ngày hôm nay mình đã trót thấp đấu với đối phương như vậy, rủi ro có thua một đòn hay nữa thế thì tất nhiên cũng phải để cho Tiểu Hồng theo hắn về kinh mới trọn lời giao kết. Mà Tiểu Hồng theo Chu Cang về Thiên Hồng biệt điện thì có khác chi đã cá chậu chim lồng, làm sao mà có thể ra cho được. Nghĩ đến đây không biết từ đâu đưa đến cho chàng một nguồn tiềm lực vô cùng mạnh mẽ. Chàng nạt lên một tiếng đoạn thay đổi ngay chiến thuật. Đang chiến đấu bằng chưởng lực mềm dẻo, đột nhiên những thế công của chàng hoàn toàn biến đổi. Hễ mỗi khi phát chưởng đến nửa chừng
thì bỗng đổi chưởng thành chỉ, điểm vào những yếu huyệt của đối phương. Châu Thiên Thọ gật gù mỉm cười, vì ông ta biết con của mình đang thi triển một môn võ nghệ gia truyền gọi là chưởng hư chỉ thật. Võ nghệ của dòng họ Châu chuyên về điểm huyệt, một khi đã dùng đến chỉ công thì môn điểm huyệt được phát huy hết mức. Trên 10 ngón tay của Châu Hoài Ngọc lúc bấy giờ như 10 ngọn dùi sắt, cứ xẻ xối vào những yếu huyệt ở trên hai con đường thủ thái âm phế kinh và thủ thiếu dương tam tiêu kinh, làm cho Chu Cang bắt đầu núng thế. Thì ra sau khi tranh đấu với nhau 50 hiệp, Châu Hoài Ngọc thấy dàn trên của Chu Cang thật là mạnh bạo, khí thế lẫy lừng. Đều do nơi hai cánh tay của hắn, nay muốn làm chút nghệ khí của người này tiêu tan, thì trước hết phải tìm cách khống chế hai cánh tay của người này trước đã. Thủ thái âm phế kinh gồm những huyệt thiếu thương, ngũ tê, liệt khuyết trên bàn tay, cườm tay, cho đến khi huyệt hiệp bách, thiên phủ, dân môn ở trên vai. Bất cứ một trong những huyệt đạo trên đây mà bị điểm nhầm, thì những đường quyền thâm hậu của Chu Cang tức khắc sẽ bị mất đi hiệu lực. Chu Cang thái tử thình lình gặp phải những đường điểm huyệt kỵ với mình, bất giác chùng tay lại vì bận phải gỡ mấy đòn hung hiểm. Nhưng chỉ vài ba thế liền trôi qua thì Chu Cang lập tức lấy lại quân bình. Vì rằng Chu Cang đây cũng chính là người sành về môn điểm huyệt, nên vừa qua được vài ba đường đi nước bước của đối phương, tức thì khống chế được ngay tình hình. Châu Thiên Thọ đứng ở bên ngoài trông thấy gân guốc của Chu Cang từ thế gián long đổi sang phục hổ, rồi lại từ phục hổ đổi sang gián long, liền liền không ngớt, hãy tay này đi trước thì tay kia tiếp nối theo sau, cứ giải phá cho nhau một cách liên hoàn, làm cho những thế công của Châu Hoài Ngọc tạm thời bị phong bế. Châu Thiên Thọ bỗng cau mày và nói, thiên hạ đang bận tâm chiến đấu, sao chúng bày không đóng cửa? Hai chữ chúng bày của Châu Thiên Thọ dường như chỉ những người trẻ tuổi là Mai Vô Ảnh và Dương Tiểu Hồng, nhưng lại lọt vào tay của Châu Hoài Ngọc thì làm cho tinh thần của chàng dục tỉnh táo. Thì ra Châu Hoài Ngọc đang bận chiến đấu, nhưng con mắt thì chừng như chàng đang thầm thương trộm nhớ là Dương Tiểu Hồng để dò xem thái độ của nàng ra sao, còn lỗ tai thì nghe ngóng cha mình xem ông ta có nhắc nhở gì hay không. Giờ đây nghe ông ta nói một câu lố bịch, nhưng ở trong câu nói này nó lại có mấy tiếng đóng cửa, gợi ngay cho chàng nhớ đến một đường võ gia truyền ở trong gia đình họ Châu. Đó chính là môn bế môn luyện bút. Chàng nghĩ rằng cha của mình đứng ở bên ngoài tất nhiên tinh thần sáng suốt hơn nhiều, hẳn là ông ta có ý nhắc mình nên dụng đường võ đó. Thế là hai bàn chân của Châu Hoài Ngọc liên tiếp tung ra hai cước phi thường mạnh bạo. Hai cước này đã khiến cho Chu Cang phải lùi ra sau hai bước. Đoạn chàng bắt đầu trổ ngay đường võ bế môn luyện bút. Bốn chữ bế môn luyện bút có nghĩa là đóng cửa lại để tập viết chữ. Vì bởi tập viết chữ nên mỗi một đường nét bút của Châu Hoài Ngọc thật là chậm chạp nhưng lại vững vàng nắn nót. Chiến cuộc từ lúc đó đã chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn này tốc độ tuy chậm nhưng nguy hiểm vô cùng. Vì bởi mỗi một lần hai tay đối thủ trao đổi với nhau, toàn dùng những đòn cẩn thận và hiểm ác. Chỉ một chút sơ ý thôi là có thể tán mạng như chơi. Dương Tiểu Hồng ngắm nhìn những đường quyền ngọn cước của hai người không chớp mắt. Vì tốc độ quá chậm nên nàng phân biệt thật là rõ ràng. Nàng thấy Châu Hoài Ngọc thoát khỏi đầu viết ra một chữ thập, rồi lại viết chồng lên một chữ nhân, hợp hai chữ lại thành ra một chữ chi, rồi tiếp theo sau đó chàng viết ra một chữ thương, rồi chữ lưu. Châu Hoài Ngọc viết đến đâu thì Tiểu Hồng lẩm nhẩm đọc đến đó. Mai Vô Ảnh lúc này cũng chú tâm đến nhất cử nhất động của Tiểu Hồng, nên nghe nàng đọc nho nhỏ, chi thương lưu anh tảo, thiên hồng dạng tửu hương. Nàng gật gù càng nghĩ càng thấm thía hai câu thơ trong tập Quán Quần Phương Phổ. Còn đang nghiền ngẫm dư vị của năm chữ thiên hồng dạng tử hương thì ngón tay của Châu Hoài Ngọc đã viết ra thêm ba chữ nữa. Nhưng Mai Vô Ảnh lấy làm lạ là không biết tại sao Tiểu Hồng lại không đọc tiếp. Liếc mắt nhìn xem trông thấy nàng ta hai má đỏ ửng vì e thẹn. Mai Vô Ảnh thấy vậy biết ngay, kỳ trung
tất nhiên là có nguyên nhân rồi. Nên vội vàng nhìn nét bút của Hoài Ngọc thì bắt gặp ngay chàng viết hai chữ Tiểu Hồng. Thì ra ban nãy Hoài Ngọc viết xong hai câu thơ cổ, liền bút viết tiếp rằng: Thiên Hồng biệt điện trung, hữu dài nhân Tiểu Hồng. Tiểu Hồng quân chúa đọc đến hai chữ dài nhân, biết ngay Hoài Ngọc có dụng ý trêu mình nên đỏ mặt. Thật ra Hoài Ngọc không chỉ có ý trêu Tiểu Hồng mà còn có ý muốn chọc giận Chu Cang. Bởi lẽ chàng biết rõ Chu Cang thuộc là một người tính tình nóng nảy, lại là một người đang si mê Tiểu Hồng như điếu đổ. Nên chàng làm ngay câu thơ để nối liền với hai câu trong Quảng Quần Phương Phổ. Hai câu này Tiểu Hồng đọc qua thì hổ thẹn, Châu Thiên Thọ đọc qua thì khen thầm con của mình có thi hứng, trong khi Lâm Trận Mai Vô Ảnh đọc qua thì ghen hận. Chu Cang vừa đọc qua thì nộ khí xung thiên quát lên một tiếng. Tiếng quát của một người chuyên luyện về môn ngạch công nghe qua thật là đáng sợ. Bốn mươi mấy người ẩn núp ở bên ngoài đang chú tâm nghe ngóng, chợt bị tiếng quát kinh thiên động địa này làm cho giật mình sửng sốt. Họ đều là những người theo Chu Cang lâu ngày, vừa nghe là biết ngay chủ nhân của mình sắp sửa vũ lộng thần quay. Quả thật sao tiếng quát rợn người ấy, bao nhiêu công lực đương kim của Thái Tử Đồng toát ra một lúc. Những người đứng gần thấy nhìn xem chiến cuộc thảy đều nghe thấy có một luồng nội lực tiết ra làm cho da mặt của mọi người đau như cắt. Ngoài Châu Thiên Thọ vẫn còn đứng yên vào chỗ cũ, dẫn nội lực ra để chống cự, còn Kỳ Dư Thải đều thối lui năm bảy bước. Trên môi của Nam Cung Nhạn thoáng hiện ra một nét cười nham hiểm. Ông ta biết rõ mỗi khi Thái Tử trổ ngón nghề này ra thì đối phương thật khó nổi thoát chết. Ánh sáng trong đại điện bây giờ bỗng nhiên tối sầm, và khi ngọn lửa đang bị luồng nội lực của Chu Cang đàn áp nên gần như là muốn sắp tắt. Phần của Châu Hoài Ngọc nãy giờ đấu chiến với đối phương, thấy Chu Cang dùng toàn những thế quyền dũng mãnh, nhưng bây giờ đột nhiên hắn chuyển sang dùng chưởng. Rồi trong những thế chưởng hắn lại thỉnh thoảng dùng lối điểm quyệt bằng chỉ công. Những lối biến trá thiền bình dạng trạng càng lúc càng thêm phức tạp. Dù vậy chỉ công và những lối biến trá khác chỉ là những đòn phụ thuộc. Chuyên nhiệm vụ mở lối khai đường và yểm trợ cho những luồng chưởng phong cực kỳ mạnh bạo. Châu Thiên Thọ càng xem càng kinh vì ông ta cứ nghe những luồng nội lực kinh thiên toát ra biết ngay đây là một loại võ công ghê gớm. Quả nhiên những người có sức mạnh không biết từ đâu đem tới càng lúc càng gia tăng, làm cho Hoài Ngọc cơ hồ muốn nghẹt thở. Chàng nghĩ thầm, nếu ta có lỡ thua tên này một đòn thì Tiểu Hồng sẽ cùng ta chia tay xa cách, không biết ngày nào mới có dịp gặp mặt. Nếu ta gặp mặt Hồng Phong, biết ăn nói làm sao cho ổn, và Hồng Phong sẽ chê cười mình biết là bao. Nghĩ tới đây Hồng Phong, chàng lại lấy làm tiếc rẻ. Nghĩ rằng nếu có một người tráng sĩ họ Hồng tại đây, dùng cửu cửu liên hoàn trảm đối địch với người này, thì thú biết bao nhiêu. Ngạch công đối với người ngạch công, chắc gì Chu Cang thắng nổi. Vừa nghĩ tới đây thì trong trí của chàng bỗng dực lé lên một tia sáng. Vì theo chân của Hồng Phong lâu ngày, cho nên Châu Hoài Ngọc cũng học lớn được vài ba thế trảm của Hồng Phong. Đang trong cơn nguy cấp như vậy, Hoài Ngọc thầm nghĩ. Nãy giờ ta dùng toàn là những nhuyễn công, vậy bây giờ thừa lúc đối phương đang hứng chí, ta bất thần tung ra một đòn ngạch công, thử xem kết quả như thế nào. Nghĩ tới đây, trước mắt của chàng dục hiện ra đòn quá quan trảm tướng phi thường ác liệt của Hồng Phong. Đây là một thế trảm mà chàng thích nhất, nên đã học lén từ lâu, bây giờ tức thì mang ra ứng dụng. Đây là bản môn tuyệt kỹ của Hồng Phong, hắn đã luyện qua không biết bao nhiêu ngày mới thành. Châu Hoài Ngọc chỉ nhìn lén học lớn thì làm sao có thể lột tả hết những tinh hoa của nó. Vì thế mà trên nguyên tắc, Châu Hoài Ngọc đã trảm ra một đường đúng là quá quan trảm tướng, nhưng lại kém phần tinh di quyền diệu. Tuy thế cũng đủ làm cho Chu Cang giật mình kinh hãi. Vì thấy bàn tay của Châu Hoài Ngọc vừa lướt qua khỏi hàng phòng ngự của mình thần tốc, rợn cả tóc gáy, Chu Cang lập tức rùng mình xuống một cái, bán tỏa tấn. Và nhờ đó mà thân hình của hắn tức thì hạ thấp được chừng năm tấc. Nhờ khoảng cách năm tấc đó mà đường quá quan trảm tướng của Châu Hoài Ngọc lướt ngang qua chót mão của Chu Cang, cắt đứt một cái chớp chừng độ 5 phân bề dài.
Nhưng lúc bấy giờ thân hình của Chu Cang lại đang ở trong cái thế bán tọa tấn, mà trung bàn của Châu Hoài Ngọc thì đang hớ hên bỏ ngỏ. Vì thế cho nên Chu Cang nhanh như chớp điểm dèo ra một ngón, nhắm ngay vào huyệt ngọc đường của chàng. Châu Hoài Ngọc tán đổm kinh tâm, tức thì hắn lùi lại một bước. Bước lùi của chàng vẫn không tài nào tránh khỏi ngón đòn quái ác của Chu Cang. Có một tiếng xoạt vang lên, vạt áo trước của Châu Hoài Ngọc đã bị một đòn điểm huyệt này làm cho rách một đường dài từ trên tới dưới, chiều dài hơn bãi tất. Tiếng toạc này vừa chấm dứt thì chung quanh chiến trường bỗng nhiên có mấy chục tiếng khen nổi lên, vang dậy làm cho ai nấy đều giật mình đánh thoát. Tiểu Hồng đảo mắt nhìn quanh, thấy chung quanh bây giờ đã xuất hiện 40 người. Người nào người nấy thải đều quay phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, nhào nhào lên tiếng nói: "Điện hạ đã thắng, điện hạ đã thắng, xin cung nghinh quận chúa trở về biệt điện Thiên Hồng." Chẳng qua cốt để khỏa lắp việc nhỏ mà phô bài việc lớn, dành phần thắng về cho chủ nhân của mình. Lúc bấy giờ cả hai đối thủ thải đều rút lui cố thủ, cả hai đồng sững sờ ngơ ngác. Hoài Ngọc thì không ngờ đòn học lớn của mình lại thành công, còn Chu Cang thì cũng không ngờ một đòn liều mạng của mình thì lại trúng đích, bằng không thì chắc mình đã thua một cách đau đớn. Hoài Ngọc còn đang bàng hoàng thì bỗng giật mình vì những tiếng la lối của bọn người, mười mấy người thình lình đang xuất hiện. Giờ trông thấy nhân số của bọn này quá đông, bất giác lòng lấy làm e ngại. Cứ theo nhân số đó thì đoàn người của chàng phải một người chống lại tới 10 người. Chưa rõ võ công của bọn tùy tùng này ra sao, chứ riêng về phần Chu Cang thái tử thì trừ phi cha của mình là Châu Thiên Thọ, không ai có thể hạ nổi hắn. Nếu nhược bằng bọn họ chẳng kể phải trái ùa vào hỗn chiến thì bên mình cũng phải bó tay. Chợt trông thấy Châu Thiên Thọ sắc mặt hầm hầm bước vào trong vòng chiến, ông ta bước đến dưới chân của Hoài Ngọc, cúi xuống lượm được cái chót mão của Chu Cang bị Hoài Ngọc chém rớt trên mặt đất. Đoạn ngẩng đầu lên nói với chúng tùy tùng của Chu Cang rằng: "Chúng bây thật là có mắt không trồng nên mới không thấy đầu lâu của điện hạ chúng bây." Lời nói của Châu Thiên Thọ vừa dứt thì từ ở trong đám tùy tùng có một người bước xéo ra và nói: "Điện hạ của ta điểm rách áo của đối phương một vạt áo, đối phương lại trảm đứt lại một chớp mão, nhưng chớp mão thì nhỏ, vạt áo thì bứt nhiều lại nữa, vạt áo rách trước chớp mão đứt sau. Như thế rõ ràng rằng điện hạ của chúng ta đã thắng hắn rồi, còn già mồm già mép cái gì nữa." Thì ra người nói chuyện đây là một tên có nhiều miệng lưỡi nhất ở trong đám thuộc hạ của Chu Cang. Hắn thừa lúc bên mình đông người nên bước ra cưỡng từ đoạt lý mà dành phần phải về cho Chu Cang. Thật ra hai việc này, việc nào trước việc nào sau, xê xịch chỉ là một tờ giấy mỏng khó mà phân biệt. Dương Tiểu Hồng tái xanh mặt mày, trong trí của nàng đang quay cuồng nhiều ý nghĩ. Nàng không biết phải chọn biện pháp nào cho thỏa đáng ngõ hầu, thoát thân. Nhưng chẳng bị người ở trong làng gió cười chê là mình không giữ đạo chữ tín. Câu nói của tên này vừa dứt thì bọn người mấy người kia đồng nhau nhau lên hưởng ứng. Một người nói một câu, dẫu cho bên phe của Châu Hoài Ngọc muốn phân biệt cũng không làm sao nói được nên lời. Mọi người còn đang kẹt trong cái thế lưỡng nan thì bỗng nhiên thình lình ở bên ngoài cổng chính đã có một chuỗi cười sang sảng vang lên. Tiếng cười vừa trỗi dậy thì ai nấy đồng ngoảnh mặt trông ra ngoài. Thấy ở giữa cánh cửa mục nát của ngôi cổ miếu giờ đây xuất hiện một người. Đó là một nàng con gái áo quần lam lũ, mặt mày xấu xí khó coi. Đôi mắt thì lộ ra mà mũi thì ngớt lên trời. Nhưng ở trên tay thì đang cầm một thanh gậy ngọc, đích thị là cái bang bang chủ Sở Hồng Thạch. Chuỗi cười của người con gái xấu xí này vừa dứt thì nàng cất tiếng nói: "Ỷ đồng hiếp người cô thế đâu phải là bản sắc của người luyện võ. Thật không ngờ người trong biệt điện Thiên Hồng lại hèn nhát đến như vậy." Câu nói của Sở Hồng Thạch đem đến cho Tiểu Hồng Hoài Ngọc một tia hy vọng, nhưng lại làm cho Thái tử Chu Cang xúc động bồi hồi. Nhưng hắn cố dằn cơn tức giận, chắp tay xá chào Sở Hồng Thạch rồi đoạn nói: "Bàn chủ bất thần giá lâm, kẻ hèn này nên đón chậm trễ thật là đắc tội. Nhưng bàn chủ có biết đầu đuôi câu chuyện này chưa mà dội buông lời trách móc?"
Châu Thiên Thọ thầm khen Chu Cang quả thật có tài miệng lưỡi. Trong một câu nói của hắn, phần đầu thì mềm mỏng mà phần sau thì cứng rắn, tỏ ý hỏi gắt đối phương. Chợt nghe Sở Hồng Thạch trả lời: đầu đuôi câu chuyện thì ta không được rõ, nhưng đã thấy đứt ở chớp mão mà lại rách ở vạt áo, việc này xảy ra cùng một lúc, vậy làm sao có thể phân định được thắng bại chứ? Thì ra trong những tên tùy tùng của Châu Thái Tử, vì nghe tiếng quát của Chu Cang cho nên lần lượt đều siết chặt vòng dây, rồi lần lượt nói gót nhảy vào trong đại điện, như thế vô tình bỏ ngỏ ở bên ngoài không ai canh chừng. Họ có biết đâu giữa nơi thâm sơn cùng cốc này lại bỗng nhiên có cao nhân xuất hiện, mà quái ác thay, bậc cao nhân này lại là bang chủ của một bang phái lớn nhất ở Trung Nguyên. Liếc nhìn sau lưng của Sở Hồng Thạch, thấy không có ai theo hộ vệ, ở trong lòng của Nam Cung Nhạn cũng hơi yên lòng, nghĩ rằng bang chủ của cái bang vì sao lại lạc bước đến chỗ này. Nhưng kịp nghĩ đến Sở Hồng Thạch ngày thường rất có tình cảm đối với Chu Cang, thì ở trong lòng của ông ta tức khắc không còn lo âu gì nữa. Vì ông ta nghĩ rằng nếu Sở bang chủ nôm theo đoàn người của Thái Tử tơi dạ riêng tư, thì tất không mang theo người hộ vệ. Như thế thì có lo chi người này dùng sức mạnh mà khống chế bọn mình. Nghĩ đoạn rồi ứng tiếng nói rằng: thưa bang chủ, đây chỉ là chuyện riêng tư của điện hạ với Dương quận chúa mà thôi, xin bang chủ bỏ qua cho. Nếu bang chủ có rảnh ràng thì xin nhân dịp này đến biệt điện Thiên Hồng dạo chơi một chuyến. Khi xưa biệt điện mất ba viên ngọc quý một cách vô cớ, hãy còn chưa tìm ra được tung tích. Bang chủ bản lĩnh thông thiên, có thể nào giúp sức chúng tôi một tay hay không? Nam Cung Nhạn có ý ghép tên của Chu Cang và Tiểu Hồng vào một chỗ để khiêu khích lòng ghen tức của nàng, rồi nhân dịp này nhắc lại chuyện biệt điện Thiên Hồng bị mất mấy viên ngọc năm xưa, để cho Sở Hồng Thạch biết thế mà lui đi. Nào ngờ đâu Sở Hồng Thạch lại đanh thép trả lời: đã là người luyện võ thì thấy việc bất bình phải ra tay can thiệp, dầu phải nát thân mình cũng chẳng từ nan. Giả lại cái bang kể từ khi sáng lập bang hội cho đến giờ vốn lấy điều hiệp nghĩa mà làm đầu, cớ sao Nam Cung tiền bối lại khuyên ta phải bỏ qua? Chu Cang nghe thấy đôi bên tranh luận chừng nào thì phía bên mình càng thêm đuối lý. Hắn cũng nghĩ như Nam Cung Nhạn rằng nếu Sở Hồng Thạch vì lòng riêng tư mà nôm theo mình thì không bao giờ mang theo thủ hạ. Giờ đây những người tùy tùng theo mình đều là những tên được chọn lọc ở trong hàng cao thủ. Tình thế này chỉ còn có cách dùng thế đông để lấn áp, bắt Quách Tiểu Hồng về biệt điện rồi sẽ hay. Nghĩ đoạn như thế, hắn lên tiếng nói rằng: thưa Sử bang chủ, Dương giáo chủ hiện nay quả thật đang gặp một vấn đề nan giải, cần có sự có mặt của quận chúa ở trong biệt điện Thiên Hồng. Cho nên chúng tôi phải đội sao đạp nguyệt đến đây mà mời quận chúa trở về. Xin bang chủ chớ nên câu nệ điều tiểu tốt mà lỡ việc của Dương giáo chủ. Nói đoạn quay sang thét bọn tả hữu: bay đâu, mau mang ngựa tới đây cho quận chúa. Bảo người mang ngựa vào tận ở trong điện thì thật là một điều quá đáng, nhưng ai nghe qua cũng biết đó là một câu nói lộ vẻ cương quyết trong thâm tâm của mình, cho đối phương biết ngõ hầu tự động rút lui. Lời nói của Chu Cang vừa dứt thì hai tên tả hữu đã dạ răng, đoạn quay mình bước trở ra bên ngoài. Lúc bấy giờ Sở Hồng Thạch đang đứng ngay ở cửa, nàng vội vàng mỉm cười nhường đường cho Châu Hoài Ngọc, ở trong lòng đang lo rằng cái bàn chủ khiến hoài của Chu Cang nên đã nhượng bộ. Nào hay đâu hai tên đệ tử bước ra trong nháy mắt rồi lại bước vào, thần sắc hết sức là khẩn trương. Hai tên này phụ nhĩ với Nam Cung Nhạn vài lời làm cho người này biến sắc. Thì ra những tên tùy tùng của Chu Cang bước ra ngoài tức khắc phát giác ra những con tuấn mã của họ thải đều nằm đơ ra trên mặt đất, mồm sùi bọt mép, không rên la được một tiếng nào. Trong bọn có một tên mã sư, thoáng trông thấy tình hình, tức thì biết ngay bầy ngựa của mình đã bị điểm quyệt, nên thông qua dường như là bị ngộ gió, đó là một thủ pháp tài tình, trừ phi một người am tường về ngựa chứ không tài nào điểm nổi. Nam Cung Nhạn nghe qua trong lòng đâm ra một mối lo âu. Ông ta nghĩ rằng
Nếu như vậy thì sau lưng của Sở Hồng Thạch chắc chắn còn không biết bao nhiêu là tay cao thủ đi kèm. Chu Can vừa định mở lời hỏi cho rõ nguyên nhân thì ở bên ngoài đã bay vèo vèo 4-5 người ăn mặc theo lối cái bang. Chu Can tức thì quan sát sau lưng của bọn họ, thấy trong bọn 4 người này cả thải đều mang chiếc bị ăn mày. 4 người này bao vây xung quanh Sở Hồng Thạch, dường như là có ý bảo vệ cho nàng. Có một người lên tiếng nói: "Thì giờ đã hẹp rồi, xin ban chủ lên đường cho kịp thời." Sở Hồng Thạch chép miệng nói: "Phải, nhưng mà chuyến đi này cần có Châu lão tiền bối, Dương cô nương cùng chư vị thiếu hiệp đi cho vui. Nào chúng ta hãy lên đường." Nàng nói dứt lời bước thẳng tới, thò tay ra định nắm lấy tay của Dương Tiểu Hồng. Nào hay đâu, Chu Can tức thì lướt tới và nói: "Khoan đã." Hai tiếng nói này bay ra chưa trọn thì ống tay áo phía hữu của hắn đã tung ra một luồng kình lực phi thường mạnh mẽ về phía Sở Hồng Thạch. Nếu là một tay non, gặp phải luồng sức mạnh này chắc chắn sẽ té ngửa ra, bằng không thì cũng phải trôi về phía sau chừng 3-4 bước. Đằng này Sở Hồng Thạch là nhất bang chi chủ, mấy năm nay kinh nghiệm lại tăng quá nhiều. Trước khi thò tay ra nắm lấy Tiểu Hồng, nàng đã biết sẽ có một điều phi thường xảy ra trong nháy mắt. Vì thế cho nên mắt của nàng xem bốn phương, tai của nàng nghe tám hướng. Thấy Chu Can vừa giấy động thân hình, nàng liền xuống ngay một cái thiền cần tấn. Nhờ vậy mà thân hình của nàng không hề lay chuyển. Nhưng những người có mặt tại đây thảy đều thấy chéo áo của nàng bay lất phất về phía sau, do đó cũng biết rằng nội lực của Chu Can thật là đáng sợ. Quả thật là đáng sợ, vì ra Dương Tiểu Hồng đứng cách đó trên 5 bước mà phải trôi ngược về phía sau 2 bước mới dìm chân đứng lại được. Chu Can thái tử có ý muốn dằn mặt Sở Hồng Thạch, cho nên xuất kỳ bất ý tung ra hết nội lực của mình. Nhưng thấy nàng chẳng hề hấn gì cả, bất giác ở trong lòng của hắn nổi nóng nên nói gay gắt: "Khuyên Sở ban chủ chớ nên can thiệp vào việc riêng của tôi." Sở Hồng Thạch vừa cười vừa trả lời: "Nhưng vì có chút việc riêng, xin điện hạ hãy hy sinh việc riêng vậy." Chu Can biết nàng con gái xấu xí họ Sở này vì ghen tức cho nên dùng hết cách quấy phá mình, bất giác hơi giận lừng lên. Hắn ta trợn mắt rồi hỏi: "Mày nhất định can thiệp?" Sở Hồng Thạnh trả lời: "Xin điện hạ nghĩ kỹ cho, quả thật chúng tôi đang có một việc cần phải có sự hiệp mặt của Dương cô nương." Chu Can trông thấy ý định của Sở Hồng Thạch đã quyết, mà so sánh lực lượng đôi bên thì phe mình vẫn thắng thế, nên hắn nói một cách bực dọc: "Vậy thì ta phải đắc tội với Sở ban chủ rồi đó." Vừa nói hắn tay vừa thò tay tả ra vớ lấy cánh tay của Tiểu Hồng. Cái vớ của Chu Can thật là thần tốc, đến người tài cao như Sở Hồng Thạch cũng phải giật mình. Còn Tiểu Hồng thì bị Chu Can dùng thái độ sổ sàng trước mặt của nhiều người, trong lòng của nàng thấy hổ thẹn, nhanh như chớp nàng rút cánh tay bị chộp trở về. Cùng trong một lúc, dùng bàn tay trái ra vỗ mạnh vào mặt của Chu Can một chưởng. Chu Can xuất chưởng tuy nhanh, nhưng ngón tay của hắn chỉ lướt nhẹ qua làn da của Tiểu Hồng mà thôi, và chưởng lực của người Tiểu Hồng thì đã tràn tới rồi. Hắn mỉm cười xem thế chưởng của Tiểu Hồng như trò chơi, nhẹ nhàng khoát tay ra chọi. Nhưng chính vào lúc đó thì bên tai của hắn vang lên một tiếng nói oai nghiêm của Sở Hồng Thạch: "Dương cô nương lui ra để ta trừng trị tên này một mẻ." Tiểu Hồng vừa nghe câu nói đã lọt vào tai thì một luồng sức mạnh tức thì tràn tới, đẩy nàng trôi về phía sau 3 bước. Nàng giật mình thầm nghĩ rằng không ngờ sức mạnh của Sở Hồng Thạch lại cao hơn Chu Can một bậc. Chưa kịp ghìm chân đứng vững thì trước mặt vang lên một tiếng bùng kinh rợn. Hai luồng chưởng lực của hai tay cao thủ thượng thừa chính thức đã va chạm vào nhau. 4 tên đệ tử của cái bang trông thấy Sở Hồng Thạch phen này toàn dùng những thế chưởng lạ lùng, chứ không phải bản môn tuyệt kỹ là Giáng Long thập bát chưởng, nên cả thảy đồng kinh dị. Về phần của Tiểu Hồng thì thoáng trông qua vài đòn, bất giác ở trong dạ bàng hoàng, vì rằng mỗi một thế võ nào của Chu Can tung ra thảy đều là tinh hoa tuyệt học của cha mình. Nàng thật không ngờ phụ thân của mình lại truyền hết những bí quyết võ công của người cho tên thái tử này. Trong một cái chớp mắt,
thì hai người đã trao đổi với nhau hơn 10 thế võ. Chúng tùy tùng của Chu Cang cùng với đoàn người của Tiểu Hồng, bốn vị cái bang đệ tử không ai bảo ai, cùng nhau nép mình vào vách tường. Vì bởi từ trong chỗ của hai người đấu chiến, những luồng chưởng phong mạnh mẽ toát ra, làm cho ai nấy cơ hồ muốn nghẹt thở. Trong khi đó thì đống lửa của Mai Vô Ảnh đốt ban nãy lần lần im mờ, vì củi khô đã cháy mất rất nhiều, và cũng vì sức mạnh toát ra làm cho ngọn lửa bị một luồng sức mạnh đè nén xuống. Sở Hồng Thạch vốn là một người tánh tình nóng nảy, ít khi giao chiến với ai, mà hễ mãi khi xuất thủ là dùng ngay trọng thủ pháp. Chỉ trong vòng 5-3 thế võ thì đủ làm cho đối phương khủng khiếp, nhưng không biết tại làm sao ngày hôm nay lại chẳng dùng bản môn tuyệt kỹ hạ Chu Cang cho gấp. Nguyên nhân này chắc có lẽ chỉ có mỗi một mình nàng và Chu Cang hiểu lấy mà thôi. Nguyên nhân chỉ vì Sở Hồng Thạch đối với đương kim thái tử có dạ riêng tư. Khi xưa lẻn vào biệt điện Thiên Hồng, thấy chàng ta quá si tình mà bắt Dương Tiểu Hồng, nàng đâm ra bực tức nên ra tay can thiệp, nhưng lại không nỡ làm mất mặt đối phương. Vì vậy mà ra tay chẳng khi nào hết sức, dùng toàn những thế võ thông thường, lần lần dồn ép đối thủ. Vì vậy mà cuộc chiến phát triển chậm chạp chứ không có đột biến. Những người đứng bên ngoài xem đến hiệp thứ 40 trở lên thì biết chắc rằng Chu Cang sớm muộn gì cũng phải thua trong tay của Sở Hồng Thạch. Vì vậy mà 40 mấy tên tùy tùng của Chu Cang sắc diện hầm hầm, chỉ chờ một tiếng lệnh của Nam Cung Nhạn là sắp đấu chiến. Nam Cung Nhạn trong lòng thầm tính, thực lực đôi bên đã hơn 10 người, mà bên mình thì có hơn 40. Nếu mà vào hỗn chiến thì vô tình đối phương phải dùng sức bốn người chọi lại một người. Mặc dù bên họ có Sở Hồng Thạch và Châu Thiên Thọ, và là hai bậc kỳ tài, nhưng nếu bên ta liên tiếp thành thế trận thì chắc chắn sẽ chiếm phần ưu thế. Thế là ông ta nạt lên một tiếng, 40 tên tùy tùng tức khắc quát to lên rồi ăn rập, tạo thành một luồng âm thanh cực mạnh, nghe qua làm cho ai nấy cũng phải kinh tâm. Âm thanh vừa dứt thì bọn chúng tùy tùng đã xông tới, tên nào tên nấy tuốt binh khí tùy thân, liên kết với nhau tung ra những đòn kinh dị. Tiểu Hồng vừa thoáng nhìn qua vài đòn bất giác kinh hoàng thất sắc, vì rằng những thế võ kỳ dị của bọn họ như vô tình như cố ý phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ, tạo thành những đợt sóng triền miên phủ dây cái bang chủ vào giữa. Bốn tình đệ tử cái bang thấy vậy trong dạ cũng giật mình đánh thoát. Một người lớn tuổi nhất tức thì quýt lên một hồi còi lanh lảnh. Tiếng còi vừa dứt thì ở trên những thành cửa sổ, những chiếc bóng đen bay vào, những cánh bướm chập chờn. Châu Thiên Thọ lanh mắt thoáng trông thấy, đó là những tên ăn mày lam lũ, nhưng thần pháp vô cùng điêu luyện, toàn là những tay cao thủ thượng thừa. Bốn người đệ tử cái bang cận thân với Sở Hồng Thạch cứ liên tiếp quýt lên những hồi còi lanh lảnh, và vòng dây của chúng đệ tử cái bang cứ từ từ siết chặt. Tiểu Hồng trông thấy họ vừa nhập bọn là dùng ngay kim bích trận, một lối đánh tập thể của cái bang. Chỉ trong một cái nháy mắt thì bọn đệ tử của cái bang mới đến đã tạo thành bốn bức tường kiên cố, mỗi bức tường có trên 20 người, từ từ tập thành thế bao dây, dây kính chúng đệ tử của Phiên Hồng biệt diễn vào giữa. Thì ra phen này Sở Hồng Thạch chẳng phải đi đơn thân như mọi người ước đoán, mà đoàn tùy tùng của nàng có hơn 100 người. Ngót 100 người ấy dùng thuật khinh công di chuyển, chứ chẳng đi ngựa, cho nên không gây ra tiếng động gì. Vì vậy mà bọn mai phục ở bên ngoài không trông thấy. Nam Cung Nhạn và Chu Cang Thái Tử thình lình thấy tình thế bị lật ngược như vậy, trong dạ hết sức là bàng hoàng. Nhưng lực lượng đôi bên bây giờ hết sức tỏ rõ, dù ưu thế đã nghiêng về phía Sở Hồng Thạch, chúng đệ tử của Thiên Hồng biệt điện đang tấn công dữ dội, bỗng thình lình trông thấy ba bên bốn bề bóng người trùng trùng điệp điệp tràn tới như nước dở bờ. Những tài đối thủ dùng toàn là những món binh khí đào to búa lớn, làm cho họ tức thì bị đu trong tình thế lưỡng đầu thọ địch. Vì vậy mà có hơn phân nửa số phải quay đầu trở ra đối địch với tình thế càng lúc càng thêm khó khăn. Trong lúc đó thì ánh sáng ở trong đại điện thình lình vụt tắt,
Lửa bây giờ đã cháy hết củi khô, bóng tối tức thì bao trùm. Mỗi người chỉ nhờ vào bóng trăng mờ nhạt từ những khung cửa sổ xuyên vào mà phân biệt những động tác của đối phương. Chiến cuộc bây giờ đã bước sang một giai đoạn mới, vì động tác của chúng cao thủ đều dùng thuật thính thinh biệt hình mà nghe ngóng những lối tấn công của đối phương. Chứ ánh sáng nhợt nhạt lúc bấy giờ không còn đủ sức cho mọi người trông thấy những đường quyền ngọn cước nữa. Trong khoảng tối trập trùng, Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng đồng nghe có vài ba tiếng người trúng đòn vang lên một cách ghê rợn. Người trong cái bang cũng như người trong biệt điện Thiên Hồng lác đác, có kẻ lãnh lấy trọng thương mà lui ra bên ngoài vòng chiến. Trong trí của Mai Vô Ảnh dục thoáng hiện một ý nghĩ, nàng tức thì tới phụ nhĩ vào tay của Dương Tiểu Hồng. Hay là lúc tối tăm này chúng ta hãy chuồn đi. Tiểu Hồng trả lời thật nhỏ. Hãy nói với Châu Huynh nghe đi. Mai Vô Ảnh được lệnh của Tiểu Hồng ở trong lòng khoan khoái, bước sang phía Châu Hoài Ngọc thân mật phụ nhĩ với chàng. Giờ đây ánh sáng mờ mờ hay là chúng ta thừa lúc rút lui. Châu Hoài Ngọc giật mình thầm nghĩ, đây quả thật là một cơ hội tốt. Nhưng mà Sở Hồng Thạch giữa đường thấy chuyện bất bình mới ra tay can thiệp. Bây giờ hãy còn kẹt ở trong trận chiến, chẳng lẽ mình lại bỏ đi như thế này? Hóa ra là mình là người bất nghĩa, giả lại cha của mình chắc không khi nào đồng ý. Còn đang suy nghĩ thì cái bang ban chủ bỗng thình lình thét to lên một tiếng long trời, làm cho mái ngói chấn động vang lên những tiếng rào rào không ngớt. Chúng đệ tử của cái bang nghe tiếng thét này đồng biết rằng ban chủ của mình sắp vũ lộng thần quay. Quả nhiên sau tiếng thét, Sở Hồng Thạch tức thì triển khai bản môn tuyệt kỹ là Giáng Long Thập Bát Chưởng. Đòn thứ nhất của nàng tung ra là Kháng Long Hữu Hối. Đây là một thế võ hùng hồn nhất, quy lực cao thâm nhất. Nhưng vì truyền thủ lâu đời trải qua nhiều phen thăng trầm biến chuyển, nên bây giờ biến hóa phức tạp hơn xưa quá nhiều. Chỉ một đòn tung ra mà nghe có nhiều tiếng bùng bùng kinh khiếp nối tiếp nhau vang lên. Rõ ra thì có rất nhiều người trúng đòn ngã ngửa, phối hợp với thế công vô cùng mạnh bạo của Sở Hồng Thạch. Chúng đệ tử cái bang đồng hò reo vang dậy, kiên bích trận hoàn toàn phát huy hết tầm uy lực của nó, làm cho thế trận của biệt điện Thiên Hồng tạo ra như mây bay trước gió. Trong lúc đó thì ngoài trời bỗng nhiên tối sầm ngay xuống, gió bắt đầu thổi lai rai, thì ra bầu trời lúc bấy giờ mây đen dần vũ sắp sửa mưa to. Vì vậy mà bây giờ trong ngôi cổ miếu bỗng nhiên tối đen như mực. Tiểu Hồng bỗng thình lình nghe thấy có một bàn tay nắm chặt lấy cườm tay của mình. Nàng giật mình đánh thoát, không biết đây là bạn hay thù, vừa định trổ ra một đòn để gỡ nguy. Bỗng bên tai của nàng có tiếng của Sở Hồng Thạch vang lên. Dương cô nương, hãy theo chúng tôi. Dứt lời, Sở Hồng Thạch đã lôi tuột nàng hướng về phía trước. Tiểu Hồng biết rằng Sở Hồng Thạch đây là một vị nhất bang chi chủ, lại là một người lừng danh trọng điều hiệp nghĩa. Nên mặc dù trong chỗ tối tăm, nàng cũng yên tâm mà theo nàng cất bước. Trong lúc đó thì bên tai của Châu Thiên Thọ cũng có một người nói nho nhỏ. Sử ban chủ mời Châu lão tiền bối đến Quân Sơn một chuyến. Châu Thiên Thọ giật mình thầm nghĩ. Quân Sơn vốn là một vị trí vô cùng hiểm yếu, có tên riêng là Tương Sơn và Động Đình Sơn, nằm trong hồ Động Đình, thuộc huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Leo lên Nhạc Dương mà nhìn xuống thì có thể trông thấy toàn diện Quân Sơn. Tương truyền rằng khi xưa có một vị thứ phi của vua Thuấn tên là Tương Quân, du ngoạn đến đây rồi từ đó mới có tên là Quân Sơn. Lại thường nghe trong giới giang hồ truyền thuyết với nhau rằng Quân Sơn vốn là một địa điểm của cái bang thường hay dùng để triệu tập những buổi họp quan trọng trong đại hội bang phái. Ngày hôm nay bang chủ mời mình đến đó, chẳng biết có điều chi cần thiết. Người kia lại lên tiếng thúc giục, xin Châu tiền bối theo tôi. Dứt lời có một người nếu nhẹ ống tay áo của mình. Châu Thiên Thọ cũng đồng có một ý nghĩ như Dương Tiểu Hồng. Ông ta nghĩ rằng cái bang là một bang hội lừng danh hiệp nghĩa, chắc chẳng bao giờ gia hại mình, cho nên yên tâm cất bước. Nhưng vừa đi ông ta vừa hỏi nho nhỏ, Ngọc Nhi đâu? Chẳng nghe có tiếng của Châu Hoài Ngọc trả lời,
chỉ có tiếng của người nắm lấy tay áo của mình rồi nói nho nhỏ: Châu Thiếu Hiệp đã được lệnh mời của Sở Ban Chủ. Quả thật đúng như lời của người này nói, lúc bấy giờ Châu Hoài Ngọc, Mai Vô Ảnh cũng đều được một người không rõ mặt đến dùng danh nghĩa của Sở Hồng Thạch mà mời đến Quân Sơn có việc cần kiếp. Thế là trong một cái nhấp nháy, những người này đã đồng được đệ tử cái bang đưa ra khỏi ngôi miếu. Vừa ló ra bên ngoài, ai cũng nghe thấy một luồng gió mát rười rượi thổi tới, làm cho tinh thần của mình đột nhiên sảng khoái. Chỉ thoát đi chừng được 30 trượng, thì những người thuộc Châu Thiên Thọ đồng gặp mặt nhau dưới một gốc cây già. Điểm điểm lại, thấy ai nấy đều có đủ nhân số, không bị sức mẻ một người nào. Châu Hoài Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chàng thấy Sở Hồng Thạch lúc bấy giờ đang đứng gần thân phụ của mình, nói nho nhỏ rằng: Giờ này chư đệ tử cái bang cùng chúng anh hùng đang tề tụ tại Quân Sơn, vậy xin Châu lão tiền bối chẳng nể chút công, cùng chúng tôi về đó đàm đạo một phen. Còn việc bệnh tình của phu nhân hãy để chúng tôi truy tầm tông tích của Trương giáo chủ, nhờ người này ra tay thì bệnh sẽ khỏi. Châu Thiên Thọ chợp lấy cơ hội liền hỏi rằng: Chẳng hay Trương giáo chủ bây giờ thất lạc nơi nào? Sở Hồng Thạch lên tiếng trả lời: Nghe chúng đệ tử báo cáo rằng hiền phu phụ giáo chủ hiện đang đuổi theo một người thư sinh trẻ tuổi. Thì ra những việc biến chuyển sau khi Hồng Phong lên lưng ngựa, chúng đệ tử tử cái bang có người trông thấy, nhưng hiềm gì họ chẳng có một con ngựa nào có thể đuổi theo đàn ngựa đang chạy như dông như gió kia, nên chưa biết hậu quả như thế nào. Đây nói về phần thái tử Chu Can, đang chiến đấu với Sở Hồng Thạch đột nhiên ánh lửa vụt tắt. Hắn biết Sở Hồng Thạch là một bản lĩnh cao kỳ, nào dám khinh địch, nên tập trung hết tinh thần đấu chiến. Nào hay đâu trao đổi thêm 3-4 đòn nữa, thì hắn nghe thấy Sở Hồng Thạch tống ngay vào giữa mặt của mình một chưởng. Luồng chưởng lực này thật là lạ kỳ, vì lẽ hắn tung chưởng chống trả thì không thấy một sức phản kháng nào, nhưng lạ ở chỗ là cương phong cả vậy, khí thế thật là đáng sợ. Trong cơn tâm tối, hắn sợ trúng kế của Sở Hồng Thạch, nên đành phải rút lui 3 bước, dựng một bàn tay lên bảo vệ tiền tâm. Hắn có biết đâu Sở Hồng Thạch vừa tung ra một đòn tiềm long vật dụng, thế võ này chính giữa trống rỗng, bao nhiêu sức mạnh thải đều tản mát ra khắp chung quanh. Nàng có ý dùng một đòn lạ như thế này, cốt làm cho Chu Can kinh sợ mà thối lui. Quả nhiên ý định của nàng tức thì thành tựu. Thừa lúc Chu Can thối lui, Sở Hồng Thạch như một chiếc bóng ma trời lẫn ra ngoài vòng chiến, rồi lén mời Châu Thiên Thọ lên đường. Trong lúc đó nàng chỉ chừa lại có một số đệ tử cái bang ùa ra hỗn chiến, gây thành thế náo loạn, rồi từ từ rút lui ra khỏi ngôi cổ miếu. Đoàn tùy tùng của thái tử Chu Can càng đấu chừng nào càng cảm thấy đối thủ của mình càng thêm thưa thớt. Đến chừng tàn cuộc, chợt nghe chúng cái bang đệ tử quýt lên một hồi còi lanh lảnh, đoạn kẻ trước người sau thoát ra khỏi đại điện, mất dạng trong sương đêm. Vì bóng tối trập trùng, bọn chúng e cho thái tử có điều chi sơ thất, nên chẳng dám đuổi theo truy cản, vội vàng tụ hợp lại bảo hộ chung quanh thái tử Chu Can. Đến khi tứ bề đã hoàn toàn vắng lặng, chúng mới trở ra tìm củi khô mà nổi lửa lên, thì thấy chung quanh chẳng còn một bóng đối phương nào cả. Bao nhiêu ngựa quý đã bị bắt đi tất cả, còn một số thọ thương nằm chết la liệt khắp nơi. Cho đến 2 con ngựa mà bọn chúng cố ý dành riêng cho Tiểu Hồng giấu ở trong bụi rậm cũng không còn nữa. Chu Can đành ngậm ngùi truyền cho Nam Cung Nhạn lãnh đạo chúng tùy tùng trở lại Thiên Hồng biệt viện, báo cho Dương Tiêu sự tình, rồi sẽ quyết định phương kế khác. Đây nói về vợ chồng của Trương Vô Kỵ cùng với Hồng Phong và Long Trung Tử tạm ngủ ở một làng chài nho nhỏ bên bờ sông Hoàng Hà. Ngày ngày Long Trung Tử cùng với Hồng Phong dẫn nhau ra bờ để luyện ngựa. Không mấy ngày thì con Tuyết Long đã bắt đầu thuần tính và quen ý với Hồng Phong. Nhờ Long Trung Tử hết lòng truyền thụ nghề cưỡi ngựa, nên thuật kỵ mã của Hồng Phong bây giờ tiến bộ rất nhiều. Vào một đêm kia, 4 người đang say giấc điệp bỗng thình lình giật mình choàng tỉnh vì những tiếng người reo ngựa hí hòa lẫn trong tiếng trống tiếng mõ nghe nhức óc đinh tai.
Bốn người đồng trở dậy ra ngoài xem xét tình hình. Đồng nghe thấy ở phía hạ lưu sông Hoàng Hà có tiếng nước reo sông réo, tạo thành một luồng âm thanh rầm rộ như thiên quân vạn mã. Được dân chài ở trong xóm truyền tin mới hay, có một khoảng đê ở hữu ngạn Hồng Hà, suốt ngày hôm qua mưa dầm cho nên đêm hôm nay đã vỡ. Nước sông Hoàng Hà nước chảy rất xiết, nay đê thình lình bị vỡ, như vậy lại nhằm mùa nước lũ nên nước đỏ ngầu. Dưới sông tràn qua hữu ngạn, tràn ngập không biết bao nhiêu là làng mạc, cuốn theo vô số trâu bò gia súc. Xóm chài của Vô Kỵ đang trú ngụ, nhờ nằm ở trên thượng lưu nên tạm thời tránh khỏi cảnh tai ương. Tuy vậy dân làng của họ cùng nhau tràn xuống hạ lưu tiếp cứu, làm ầm ĩ cả một góc trời. Mãi đến sáng hôm sau mưa vẫn còn rơi tầm tã. Dân chúng từ hạ lưu và thượng lưu lũ lượt kéo tới ngăn đê, nhưng bao nhiêu công phu thải đều trôi theo dòng nước, vì thấy nước từ trên thượng lưu đổ xuống càng lúc càng mạnh. Đê cứ càng vỡ, càng rộng ra thêm và không tài nào ngăn cản nổi. Bốn người trong đoàn của Trương Vô Kỵ cũng dông ngựa trà trộn ở trong đám nạn nhân nghe ngóng tình hình. Đến đầu cũng nghe dân chúng than phiền, triều đình mấy năm nay không dòm ngó đến đê điền, nên ngày hôm nay mới xảy ra cái tai họa tày trời này. Bởi lẽ, bao nhiêu tài nguyên do triều đình cung cấp để xung bổ sửa sang lại những con đê dọc theo Hoàng Hà đều bị quan sở tại ăn chặn, cho nên đê càng lúc càng mỏng mà chẳng có nhân công tu bổ. Trương Vô Kỵ nghe ở trong lòng lấy làm căm phẫn, nghĩ rằng quân sở tại tham ô như vậy thì mình lẽ nào lại bỏ qua, chi bằng nhân dịp này để tến viếng thăm một vài vinh quang thử xem sao đã. Hồng Phong suốt mấy ngày đêm quanh quẩn qua chân của Tuyết Long, ở trong lòng lấy làm bực dọc. Nay nghe Vô Kỵ định viếng thăm tư gia của quan lại, nghĩ rằng thế nào cũng có việc xung đột xảy ra, chắc là thích thú lắm. Vì vậy cho nên chàng reo cười tán thành. Thế là bốn người đồng hỏi thăm dân chài nhắm hướng tỉnh lỵ mà đi thẳng. Bốn con ngựa của đoàn người này thải đều là những con tuấn mã, cho nên chẳng bao lâu thì đã vượt qua hơn 5 dặm đường về hướng đông nam. Dọc đường trông thấy không biết bao nhiêu là nạn nhân bồng bế dắt dìu nhau đi tị nạn, trông thật là đau lòng xót dạ. Đang đi chợt thấy từ phía đông nam có một đoàn người ngựa từ từ tiến tới. Từ xa xa đã nghe thấy tiếng nạt đường, đích thị là những người ngựa của nhà quan. Hồng Phong hứng chí, thúc ngựa dọt về phía trước. Trong lúc đó thì có một toán nạn nhân đang dắt dìu nhau tiến về phía trước, nghe tiếng nạt vội vàng nép mình sang bên một bờ đề. Rủi thai trong đám ấy có một lão già đã ngoài lục tuần, thân hình gầy ốm, trên lưng lại còn đeo theo một đứa cháu chừng 4 tuổi, vì chậm chạp loạn choạng ở giữa đường. Một tên quân nạt đường đi trước, tức thì dùng một ngọn roi ra, đánh bổ vào đầu ông ta và thét: "Đường quan đi, mắt mù hay sao? Sao không tránh?" Một tiếng đét khô khan rùng rợn vang lên. Ngọn roi da bò đã đánh dắt qua đầu của ông lão sang mặt của đứa bé, làm cho tức khắc nổi lên 2 đường nét thật là kinh rợn. Lão già loạn choạng suýt ngã, miệng suýt so nhưng chẳng dám kêu la. Còn thằng bé thì khóc thét lên trên lưng của ông lão. Hồng Phong thấy cảnh bất bình, một luồng máu nóng tức thì dâng lên ở trong lòng. Chàng thấy tên quân nạt đường ấy lại dùng roi đánh bồi thêm một cái thứ nhì nữa. Vừa đúng lúc đó thì 4 gió ngựa của Tiết Long đang phi ngang đó, nhanh như chớp, chàng dùng ngọn roi ở trên tay của mình ra, ngăn lấy đường roi của tên quan quân ấy. Ngọn roi ngựa trên tay của Hồng Phong được truyền nội lực, do đó tuy trông mềm mại như một dải lụa bạch, nhưng một khi va chạm vào ngọn roi của tên quân thì tên này rú lên một tiếng hãi hùng, vì cả một cánh tay của nó tức thì tê buốt. Thế rồi ngọn roi của Hồng Phong như một con rắn bạc phóng thẳng vào yết hầu của tên này, quấn ngang một đòn thật mạnh. Đầu ngọn roi vừa ăn vào cổ, Hồng Phong tức thì nạt lên một tiếng nho nhỏ, dùng mạnh ngọn roi ra phía sau. Thân hình của tên quân ấy lực lưỡng là thế mà lại bị Hồng Phong nhấc bổng lên khỏi mặt đất, ném bay dù ra xa hơn 3 trượng. Việc xảy ra vô cùng đột ngột, làm cho những tên quân đi đầu thải đều giật mình thất sắc. Không ngờ một người thư sinh mảnh khảnh như thế lại có một nguồn thần lực mạnh mẽ như thế kia.
Trong tiếng gió loạn tơi bời, Hồng Phong gò cương đảo nhẹ một vòng, buông ra tiếng cười thất thú. Những tên quân hầu cận tức thì thét lên một tiếng, đoạn tỏa ra bao dây. Lúc bấy giờ thì con Tuyết Long đứng nghênh ngang giữa lộ, nên đoàn người ở phía trước phải từ từ dừng lại. Trương Vô Kỵ, Triệu Minh cùng với Long Trung Tử khôn ngoan nép mình vào lề đường, chờ xem đột biến. Triệu Minh rảo mắt ước lượng tình hình, thấy đoàn người ngựa này dần dần có hơn 30 kỵ sĩ. Chính giữa là một chiếc kiệu do bốn người lực lưỡng khiêng. Nhưng bây giờ họ đã đặt xuống và cau mày nhìn về phía Hồng Phong ra chiều bực tức lắm. Phía sau chiếc kiệu màu xanh này lại có thêm 20 mấy người kỵ sĩ nữa. Người nào người nấy thảy đều sắc diện hầm hầm, nhìn Hồng Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Vì một chút ngưng trễ đó mà khoảng đường giờ đây đã đứng nghẹt những người, phần nhiều là những nạn nhân dở đê đang tràn về những chỗ gò cao tìm nơi cư ngụ. Nay họ thấy kiệu của quan tổng đốc Hà Bắc bị một người thư sinh cả gan cản đường, lại đã thương một tên quân nạt đường. Việc này thật là hy hữu, nên đồng dừng chân đứng lại. Bỗng trong đám đông, đàn ông bước ra giữa đường phủ phục xuống mà kêu ca. Bẩm thượng quan, chúng con là dân tị nạn ở trong vùng, dám liều chết để bẩm với thượng quan. Chúng con bị tai trời ách nước, đói rét lầm than, xin thượng quan cứu xét.